Chào mừng các bạn đến với Bán Linh Kiện.vn, chuyên mục review. Một năm nữa đã trôi qua và chúng ta lại chuẩn bị đón một cái Tết mới. Mà Tết thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để quay video, lưu trữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè. Để có những video đẹp như trên YouTube, mượt mà không rung lắc, thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc gimbal dành cho điện thoại mình mới mua ở trên Banggood. Chiếc gimbal này có tên là BZWOR BWBS14, giá 2.123.000 đồng, mình mua ở trên Banggood. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên mình mua ở trên Banggood và cũng thấy rất hài lòng với dịch vụ của Banggood. Các bạn có thể truy cập đường link ở dưới phần mô tả của video để tham khảo nhé. Trên tay mình đang là hộp của chiếc gimbal này, mình sẽ bóc và nhìn sơ qua trong hộp có những gì nhé. Đầu tiên là cái sticker. Tiếp theo là chân tripod nhỏ dạng 3 chân để giữ cho gimbal đứng thẳng. Tiếp theo nữa là một cái dây đeo quai để các bạn đeo vào túi chống sốc của gimbal. Tiếp theo nữa là sách hướng dẫn sử dụng khá là dày, nó có tận 6 thứ tiếng. Cuối cùng là túi chống sốc, mở ra chúng ta sẽ thấy chiếc gimbal nằm bên trong và có một dây sạc. Chiếc gimbal này sẽ sử dụng dạng dây sạc cổng micro USB quen thuộc và có thêm một dây đeo tay kèm theo. Cuối cùng là chiếc gimbal của chúng ta. Đầu tiên mình cảm nhận thì nó khá là vừa, không quá nặng như những loại khác. Toàn bộ chiếc gimbal này được thiết kế bằng nhựa nhám. Các thành phần khác của nó thì tương tự như các loại gimbal có trên thị trường. Mặt trước thì chúng ta sẽ thấy có một nút nguồn kiêm luôn nút chức năng. Tiếp theo là vòng xoay để zoom camera trên điện thoại và một nút joystick để điều hướng gimbal. Ở cạnh hông thì chúng ta sẽ thấy có một cổng sạc cho gimbal. Ở phía sau sẽ có một nút bấm. Nút bấm này khi bấm thì nó sẽ có chức năng là để quay và dừng quay hoặc chụp ảnh khi chúng ta sử dụng. Phía trên có một cổng nguồn ra để sạc ngược lại cho điện thoại để vừa quay vừa sạc. Thời lượng pin của gimbal theo nhà sản xuất đưa ra là sử dụng liên tục được 12 tiếng với dung lượng pin là 4000 mAh. Và với dung lượng pin này thì để sạc đầy chiếc gimbal này chúng ta mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cách sử dụng nhé. Trước khi sử dụng thì chúng ta phải tải app của gimbal đã. Các bạn quét QR code trên sách hướng dẫn sử dụng hoặc tải app có tên là Gimbal Pro nhé. Sau khi tải xong thì bây giờ chúng ta phải lắp điện thoại vào và cân điện thoại cho cân đối. Việc cân điện thoại với gimbal giúp cho gimbal của chúng ta hoạt động tốt hơn và được bền hơn. Các bạn làm theo mình nhé. Khi lắp điện thoại vào thì chúng ta sẽ nới con vít ở phần trục ngang, sau đó cân chỉnh điện thoại sao cho cân bằng nhất và vặn vít lại. Bây giờ thì mình đã cân xong điện thoại rồi. Để mở được gimbal thì chúng ta ấn giữ nút nguồn trong 3 giây, gimbal sẽ hoạt động. Để kết nối điện thoại với gimbal thì các bạn mở app lên, nhớ là phải bật Bluetooth. App sẽ tự động tìm thấy gimbal và ấn kết nối. Vậy là xong, chúng ta đã kết nối xong điện thoại với gimbal rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sơ qua về khu vực điều khiển nhé. Ở mặt điều khiển sẽ có tổng cộng 7 bóng đèn LED. Trong đó, bóng đèn LED ở trên cùng sẽ là hiển thị cho chúng ta biết được gimbal đã kết nối với điện thoại hay chưa. 3 cột LED biểu thị cho trạng thái pin của gimbal. 3 nút bên phải hiển thị cho các chức năng của gimbal. Ở các chức năng của gimbal thì ở chức năng AF, đây sẽ là chức năng chế độ auto của gimbal. Chúng ta quay gimbal đi hướng đâu thì điện thoại sẽ xoay theo hướng đó. Ấn một lần nút nguồn, nó sẽ chuyển sang chức năng HF. Thì chức năng này, gimbal sẽ khóa trục lên xuống của điện thoại và điện thoại chỉ xoay ngang khi chúng ta xoay gimbal. Chức năng cuối cùng là chức năng LF. Đây là chức năng gimbal sẽ khóa cứng tất cả các trục giữ điện thoại, giúp cho điện thoại cố định ở một chỗ. Đây là 3 chức năng rất phổ biến trên các gimbal trên thị trường hiện nay. Ngoài quay video thì chiếc gimbal này sẽ có các chức năng chụp ảnh panorama. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chụp nhé. Chúng ta bật app lên và chọn chức năng theo mình nhé. Nó sẽ có 3 chế độ. Thì đầu tiên mình sẽ chụp ở góc 180 độ nhé. Đấy các bạn thấy nó đang tự điều khiển đấy.
Tiếp theo là chụp 330 độ. Và cuối cùng là chụp góc rộng. Vậy là chúng ta đã đi qua một vài chức năng chụp của nó rồi. Tiếp theo sẽ là một chức năng rất hay ho của chiếc gimbal này, đó là checking theo vật thể và khuôn mặt. Đây các bạn có thấy chất lượng checking của nó thì cũng chỉ ở mức tạm ổn thôi, không quá ấn tượng cho lắm, nhưng cũng đã đủ dùng rồi. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua checking của điện thoại. Bây giờ mình sẽ test thực tế khi quay video bằng gimbal cho các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ test quay đi bộ. Mình sẽ để hai video, một bên là mình quay bằng điện thoại của mình và một bên là mình quay bằng điện thoại của gimbal. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nhìn nhé. Tiếp theo là mình sẽ chạy bộ. Và cuối cùng là mình sẽ chạy cầu thang. Các bạn thấy đó, nó chống rung rất tốt phải không? Các bạn thấy đấy, nếu mà so sánh giữa chúng ta cầm tay quay và có gimbal thì nó chống rung cực kỳ tốt phải không? Cực kỳ mượt mà luôn. Mình đã có một khoảng thời gian dài sử dụng chiếc gimbal này rồi và mình có một vài lời nhận xét như sau. Về chức năng của chiếc gimbal này thì nó đều đáp ứng tốt các yêu cầu của một chiếc gimbal cơ bản. Quay video chuyển động mượt mà, không bị giật hay bị khựng lại. Điểm yếu của chiếc gimbal này đó chính là app điều khiển của nó khá là khó sử dụng, nhiều chức năng còn không sử dụng được. Tổng quát lại, chiếc gimbal này đáp ứng tốt các nhu cầu của các bạn khi quay video, quay các video dã ngoại với gia đình và bạn bè, thực sự tốt. Còn nếu các bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì có thể lên Banggood và tham khảo các loại gimbal khác tốt hơn với các chức năng nâng cao hơn. Và vừa rồi là video review lần đầu tiên mua gimbal ở trên Banggood. Các bạn có nhận xét gì? Đã bạn nào từng mua đồ ở trên Banggood chưa? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bán Linh Kiện.vn.